Cập nhật mới nhất về sức khỏe Hoa hậu Mai Phương Thúy. Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến người người hâm mộ hoang mang khi tiết lộ thường xuyên bị sốt, đau xương khớp, vì vậy mọi cuộc hẹn phải dời lại. Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến người người hâm mộ hoang mang khi tiết lộ về tình trạng sức khỏe không ổn định của mình. Cô cho biết liên tục bị bệnh như sốt, đau xương khớp, vì vậy mọi cuộc hẹn phải dời lại. Hôm qua thì sốt, hôm nay thì đau xương khớp. Sự ốm và mệt đã tràn lấy tâm trí tôi, nàng hậu cho hay. Chia sẻ về tình hình hiện tại, đại diện của Mai Phương Thúy cho biết sức khỏe của cô không đáng lo ngại. Cô chỉ bị bệnh vặt, nghỉ ngơi vài hôm sẽ hồi phục. Từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, Hoa hậu Mai Phương Thúy thường xuyên báo bệnh. Tháng 5 năm 2021, Hoa hậu cũng từng nhập viện một mình do đau tim. Một lần khác, nàng hậu thông báo nhập viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị sốt siêu vi. Năm 2020, Hoa hậu Việt Nam từng nhập viện vì suy nhược cơ thể do bị mất ngủ trong thời gian dài dẫn đến kiệt sức. Hồi năm 2019, cô cũng phải nhập viện cấp cứu vì đau dạ dày và kiệt sức. Hoa hậu Mai Phương Thúy đã từng có những chia sẻ liên quan đến vấn đề tuổi tác. Thậm chí, nàng hậu còn thẳng thắn cho rằng bản thân đã già. Ngày hôm nay lúc thay quần áo để chụp ảnh bất chợt tôi nhìn trong gương thấy hai đường nằm ngang ở cổ mình. Chà chà, tôi bắt đầu già đi rồi. Người ta nói muốn biết phụ nữ trẻ hay không, nhìn cổ họ là biết. Thế là cái ngày đấy cũng tới. Thực ra bước sang năm nay tôi đã thấy cơ thể khác hẳn rồi. Nhìn thấy bản thân già đi đúng là cảm giác quá lạ. Giống như kiểu ta chợt nhận ra ta có hai cuộc đời để sống. Cuộc đời thứ hai bắt đầu ngay lúc ta nhận ra ta chỉ có một cuộc đời. Cơ thể bắt đầu không còn trẻ này, cũng chỉ có một mặt thôi. Thôi đành tạm biệt tháng năm sống vô tội vạ, từ giờ phải trân quý, tay chân mặt mũi mình nhiều hơn vậy. Hoa hậu Việt Nam năm 2006 tâm sự trên trang cá nhân. Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, sau đó đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 và vào top 17. Cô từng đảm nhiệm vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2017. Những năm gần đây, cô ít hoạt động giải trí hơn, tập trung cho công việc kinh doanh. Cô kinh doanh bất động sản, chứng khoán, đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh. Cuối tháng 4, 2023, Mai Phương Thúy vướng tin đồn bí mật sinh con đầu lòng khi thường xuyên xuất hiện thân mật bên một bé gái. Trước những đồn đoán, Hoa hậu lên tiếng đính chính chưa từng sinh con, khẳng định thông tin được lan truyền là sai sự thật.